Xin chào tất cả các bạn, lại Ryan đây. Và tuần này Ryan sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ môn mà nghe đến cái tên thôi thì chúng ta đã thấy rất là nhiều thử thách trong lớp rồi. Và bộ môn này đó chính là bộ môn Sweat. Sweat là tập luyện rèn luyện thể lực toàn diện, vừa cơ vừa cardio kết hợp, và bên cạnh đó sẽ thúc đẩy tim mạch của mình hoạt động tối đa để đốt được rất là nhiều năng lượng. Nào. Và dụng cụ chúng ta cần ngày hôm nay đó chính là bục, tạ và một miếng tạ rơi. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có những bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể của mình và chúng ta không cần bất kỳ dụng cụ nào ở đây cả. Để hiểu hơn về bộ môn này, ngay bây giờ hãy cùng Ryan tham gia lớp Sweat nhé. Các bạn cảm thấy như thế nào? Bộ môn này đã đủ thử thách cho các bạn chưa? Hẹn gặp các bạn vào tuần sau với bộ môn Lift.